Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh mô tô mô hình đội của Công Hùng. Hôm nay tôi để con bò ở nhà rồi, tôi đem con ẹt đi để mà canh chỉnh lại máy móc để chuẩn bị đi tour nha anh em. Hiện tại thì xe mình đang mở cái chỗ cách nước ra để mà canh chỉnh lại đầu xúc bắp với lại cò. Thì không biết sao shop lấy cái chảo chiên cá ra đựng luôn cái nước làm mát luôn rồi anh em. Ghê thiệt. Chắc xe mình có chứ mấy xe khác chắc không có đâu. Đây là cái chả Rồi, chắc quý chảo trong 50. các bạn thấy cái chả thấy mắc cười không? Trời ơi, lần đầu tiên trên đời thấy làm xe mà chơi với cái chảo đựng nước mát nha anh em, chịu không nổi luôn đó. Xe mình hiện tại bây giờ đang đi bình xăng BLK hộp 28, đang vệ sinh trong ngoài để mà chuẩn bị cho lần tour này. Xăng ở Việt Nam nó nhiều tạp chất lắm anh em ơi, đi phải vệ sinh bình xăng thường xuyên chứ không thôi là bình xăng mà dơ là gây hao xăng lắm nha anh em. Vệ sinh boe nữa, lọc gió rồi đó, là phải vệ sinh sạch sẽ đi nó mới ngon mới ngọt. Ok, Cayenne BLK hộp 28. Bây giờ thì anh sẽ mở con ốc này ra để canh chỉnh lại cái gốc cam. Anh thợ là anh nói là canh này là canh chỉnh lại gốc cam với lại tí xíu nữa anh sẽ canh chỉnh lại nồi với lại ráp bình xăng đồ vô, rồi anh sẽ canh chỉnh lại xăng gió để chuẩn bị nạp tua thôi. Sau khi xe mình đã được tút tát dàn máy lại thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng ôm cua, lấy cái cua, lặn cái cua các kiểu rồi anh em ơi. Bây giờ mình chuẩn bị gắn dàn áo lên và chuẩn bị chuyến tour thôi nào. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.